Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 gia đình Việt. Vào dịp cuối năm, ồn ào giữa Sơn Tùng và gà cưng chiếm trọn spotlight showbiz Việt. Gần đây nhất là vụ việc một chàng trai tự nhận là vệ sĩ của Sơn Tùng tiết lộ sạch bí mật công ty, khẳng định Hải Tú không sinh con. Đáng chú ý, người này còn tung loạt ảnh từng làm việc cho một số ngôi sao nổi tiếng như Đen Vâu, Binji, Hiếu Thứ Hai. Để tăng tính xác thực cho câu chuyện mình kể, chàng trai tạm gọi là G, tự nhận là vệ sĩ của Sơn Tùng, ngoài việc xác nhận thông tin trên là đúng, anh còn tiết lộ thêm một sự việc gây sốc liên quan đến Thiều Bảo Trâm. Theo lời kể, G cho biết vào khoảng 1 đến 2 năm trước khi còn yêu, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã cãi nhau gay gắt trong một phòng chờ tại phim trường. Chưa rõ cả hai lớn tiếng về chuyện gì, nhưng sau một hồi lâu, nữ ca sĩ đã bỏ về. Họ nói chuyện trong phòng chờ khá lớn tiếng nên chúng tôi nghe được, tuy nhiên không dám hó hé gì, G bày tỏ. Tuy nhiên, đây hoàn toàn chỉ là thông tin một chiều, không có bất cứ bằng chứng cụ thể nào để kiểm chứng. Được biết, G hiện đang làm vệ sĩ bán thời gian cho công ty IK. Theo tìm hiểu của chúng tôi, phía Sơn Tùng thuê vệ sĩ độc quyền từ Võ Đường NH. Tuy nhiên, trong một vài sự kiện của giọng ca Lạc Trôi, vệ sĩ của công ty nơi G đang làm sẽ đảm nhận công việc này. Nhân vật G này còn gây xôn xao với đoạn clip tiết lộ sạch bí mật công ty MTB, qua đó làm rõ tin đồn Hải Tú sinh con. Để chứng minh lời mình nói cũng như tăng tính xác thực cho câu chuyện, G còn tung ảnh chụp chung với nhiều ngôi sao đình đám như Đen Vâu, Binji, Hiếu Thứ Hai. Anh cũng giải thích việc không chụp chung với Sơn Tùng vì lý cho riêng tư, nếu có thì sẽ bị đuổi. Đầu tiên về tin đồn Hải Tú có con, G chắc địch phủ nhận. 100% Tú không có con nhé. Mình gặp Tú vào khoảng đầu tháng 5, tháng 6 năm 2021. Đến tháng 10, mình gặp lại bạn ấy trong một dự án quay phim. Nhìn Tú không thay đổi, không thấy mập hay bụng bự gì cả. Trong 4 tháng thì sao Hải Tú mang thai, rồi đẻ được? Người bình thường cũng phải 9 tháng 10 ngày mà đúng không? Người tự nhận là vệ sĩ Sơn Tùng nói rõ. Đặc biệt, G còn gây sốc khi tiết lộ sạch bí mật về chiến lược marketing của công ty MTB. Theo đó, anh cho biết việc Hải Tú chụp hình mang đồ đôi với Sơn Tùng, đăng ảnh nắm tay, đều cho công ty sắp đặt, tất cả nhằm mục đích gây xôn xao dư luận, PR cho gà cưng, từ cô gái vô danh trở thành nữ diễn viên độc quyền cứ nhắc tên là ai cũng biết. Việc Hải Tú bị chửi như vậy đều theo tính toán của công ty rồi. Và mình nghĩ trong 1 đến 2 năm nữa, họ sẽ công khai sự thật về Hải Tú. Đùng một cái, netizen sẽ yêu thương Hải Tú như ban đầu, G nhấn mạnh. Trả lời về vấn đề Sơn Tùng giữ im lặng giữa lúc drama được đẩy lên đỉnh điểm, người này nói, người ta im lặng là có tính toán hết rồi, tiền về mà. Họ muốn chuyện này được đẩy đi thật xa, Sơn Tùng và Hải Tú không cần làm gì hết. Tóm lại, cả hai không có mối quan hệ gì cả, Hải Tú chỉ đơn giản là gà cưng, công ty và là nhân tố nổi trội hơn cây trần. Phía dưới phần bình luận, netizen nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa. Nhiều người yêu quý Sơn Tùng gửi lời cảm ơn đến G vì đã lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, không ít cộng đồng mạng hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện, vì công ty Sơn Tùng từ trước đến nay vốn kín tiếng, mọi thông tin thế này gần như được bảo mật tuyệt đối chứ không dễ dàng lộ ra. Dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là thông tin một chiều, thực hư ra sao còn phải chờ người trong cuộc làm rõ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi điểm tin trên kênh Gia Đình Việt. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.